Chào mọi người nhé, em đến chùa Tam Thanh này. Ngôi chùa Tam Thanh này gộp cả động Tam Thanh luôn, cả danh lam thắng cảnh cửa vào này, và có luôn cả động Tam Thanh. Nhưng mà đây là cái chùa có cửa bán vé này đấy. Thì từ Bắc chỉ Nam em hả? Cái đồng kia thạch kia của trong Hà Tiên á. Ở đây gì? Đây là sơ đồ tham quan động Tam Thanh, nhưng mà người ta có câu nói là đồng đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Đây là chùa Tam Thanh, nhưng mà ở đây có bán vé này. Đấy, cửa bán vé nhá. Còn đây là sơ đồ tổng quan. Thế là bây giờ là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn là cần phải bóc luôn cái khu du tích, khu danh lam thắng cảnh ra một bên. Và trả cái vị trí của cái chùa lại đúng cái sự trang nghiêm và tôn kính của chùa. Đó, chùa thì là thờ bổn Thích Ca Nam Mô A Di Đà Phật, và thờ các cái chư vị tăng ni Phật tử hoặc là thờ Bồ Tát, chứ không thể là cái chỗ này mà để thu tiền được. Còn riêng cái động Tam Thanh và cái khu khu danh lam thắng cảnh thì có thể là làm riêng một cái cổng ở đường riêng và thu tiền riêng đấy. Còn cái chỗ chùa Tam Thanh này là một nơi để thắp hương để cho bà con tôn thờ hoặc là các cái tăng dư ni Phật tử đấy, người ta đến thắp hương thì cho người ta đến bằng cái sự trang nghiêm và bằng cái tâm niệm trong tâm khảm của mỗi người. Trong này còn có cái đài tưởng niệm nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, rồi còn có luôn cả chùa là nơi thờ của đạo Phật, thì không thể là nơi thu tiền vé được. Còn riêng vào động ấy thì là theo mình nghĩ là sẽ phải làm riêng một cái cổng riêng và thờ riêng. Thôi được rồi.